Đồ ôi thiêu không à? Lòng gì mà 20 ngàn một phần, ăn xong không đủ tiền nhập viện. Trời ơi, món khoái khẩu của tôi, mới ăn hồi trưa luôn có thấy gì đâu. Ok, vậy cứ như kế hoạch cũ mình bàn nhé. Ơ, à, sao bà ngồi đây mệt mỏi vậy? Hồi sáng tôi ăn cái dĩa lòng luộc gì đó, giờ tào tháo nó ruột, tôi đau bụng xong tôi mệt quá à. Đã bảo đồ rẻ là đồ ôi mà bà không nghe. Để tôi đi lấy thuốc chống tiêu chảy cho bà uống nha. Ô đừng, mình không có nên dùng thuốc tiêu chảy cho bệnh nhân đang nghi ngờ bị ngộ độc cấp ạ. Thôi nhanh tiện để bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân luôn ạ. Dạ sáng giờ em ói mấy lần rồi ạ? Từ sáng giờ em nhiều lắm rồi bác sĩ. Em có bị tiêu chảy không ạ? Dạ, cũng nhiều lắm rồi ạ. Để bác sĩ kiểm tra cho em nhé. Thì giờ hiện tại nhịp tim và huyết áp của em bình thường. Thì vấn đề quan trọng là em cần bù nước. Bạn có thể lấy giúp cho mình một cái gói nước điện giải để cho bạn uống bù nước được không ạ? Dạ đây ạ. Dạ bạn có dùng nước điện giải ạ. Việc nên làm bổ sung nước điện giải cho bệnh nhân để bệnh nhân nghỉ ngơi và đánh giá mức độ mất nước của bệnh nhân. Có các biểu hiện như là lờ đờ, mệt mỏi, vật vã, kích thích thì cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc. Việc không nên làm, không sử dụng thuốc cầm tiêu chảy vì thuốc làm chậm đào thải độc tố và vi khuẩn khỏi cơ thể. Không sử dụng chất hoặc là thuốc làm cho bệnh nhân nôn trong ngộ độc thực phẩm vì có thể làm xấu hơn tình trạng rối loạn nước và điện giải.